tác dụng chữa bệnh của lan kim tuyến, lan giấm. Lan kim tuyến sinh sống trên những triền núi đá vôi. Nhìn bên ngoài thân và lá màu tím, trên mỗi chiếc lá có từ 3 đến 5 sọc dọc. Theo các tài liệu y học của thế giới, lan kim tuyến là loại cây thuốc rất đặc biệt, có tác dụng tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông, có tính kháng khuẩn, chữa các bệnh viêm khí quản, viêm gan mãn tính, chữa suy nhược thần kinh. Mô tả: cây bò trên mặt đất cao từ 10 đến 20cm, phần non hơi có lông thưa, lá hình trái xoan hay hình trứng, tròn ở gốc, phiến lá dài từ 3 đến 4cm, rộng 2 đến 3cm, mặt trên màu nâu thẫm, có vệt vàng ở giữa và màu hồng nhạt trên các gân, mặt dưới màu nâu nhạt, cuốn lá dài từ 1 đến 2cm, ở gốc rộng ra thành bẹ, ôm lấy thân, cụm hoa dài từ 5 đến 7cm, mang 5 đến 10 màu hoa hồng khá to, dài cỡ 2,5cm, cách môi dài 15mm, ngang 6 đến 8 ria mỗi bên. Đầu môi chẻ đôi thành hai thùy, hình thung tròn đầu, bầu dài 13mm, có lông thưa. Sinh học: mùa hoa tháng 10 đến 12, tái sinh chủ yếu bằng chồi của thân rễ. Nơi sống và sinh thái: mọc rải rác trong rừng núi đá vôi, nơi ẩm, dọc theo khe suối, ở độ cao từ 300 đến 1000m. Cây ưa bóng, kỵ ánh sáng trực tiếp. Nơi mọc: Việt Nam, Lào Cai, Sapa, Hà Giang, Quảng Bạ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Hà Tây, Mỹ Đức, Chùa Hương, Quảng Trị, Đồng Tre, Kon Tum, Đắc Tô, Đắc Y, Gia Lai, Cà Pang, Con Hà Nừng. Thế giới: Trung Quốc, Vân Nam, Quảng Đông, Ấn Độ, Lào, Indonesia. Giá trị: cây dùng làm thuốc chữa bệnh. Tình trạng: hiện loài lan dược liệu này có nguy cơ bị tuyệt chủng, vì chúng thường mọc rải rác mà số lượng ở từng nơi lại không nhiều và đang bị khai thác cạn kiệt. Với hình thức khai thác chặt cả cây để xuất qua biên giới sang Trung Quốc dưới tên kim tuyến. Mặt khác, khả năng tái sinh của loài cây này trong tự nhiên rất thấp, đặc biệt là những nơi môi trường sinh thái bị tàn phá. Tác dụng của cây kim tuyến. Những nguồn tài liệu về y học của Đài Loan cho thấy cây lan giấm lại là vị thuốc được coi là rất quý. Theo dược điển của Đài Loan thì cây lan giấm có tác dụng tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông. Cây thuốc có tính kháng khuẩn, chữa các bệnh viêm khí quản, viêm gan mãn tính. Toàn thân cây thuốc đều có thể chữa bệnh, chủ trị bệnh phổi, dị tinh, xuất tinh sớm, yếu gan, yếu tỳ và các vết thương do rắn cắn. Còn có tác dụng bổ máu, giải nhiệt, tả mộc thuần. Lan giấm có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, thanh huyết, bổ phổi, giải trừ u ức, thông trung khí, bồi dưỡng sức khỏe, chủ trị lục phủ ngũ tạng, đẩy lùi tâm hỏa, nóng gan, bệnh phổi, thổ huyết, ho hen, đau ngực, đau lá lách, đau cuống họng, cao huyết áp, trẻ con chậm lớn, suy thận, cam vị tùng, hạ sốt, giải nhiệt, giải trừ u ức phiền muộn, trị ho khan, đau ngực, đau họng, sắc uống với nước đường, làm minh quyền. Người dân tộc miền núi Đài Loan thường dùng kim tuyến liên sắc uống để trị đau ruột, đau bụng, sốt cao, đắp bàn ngồi để trị các chỗ xương, vết thương và chỗ bị rắn cắn, sơn điền, kim trị, thanh huyết, nhuận phổi, trị bệnh phổi, sắc uống với nước đường, khưu tại phúc. Kim tuyến liên 20 phân sắc uống với nước đường có tác dụng thanh huyết, trị bệnh cao huyết áp, diệp hải ba. Bộ phận sử dụng làm thuốc là toàn bộ cây tươi hay cây khô sắc uống. Liều lượng trung bình cho loại thuốc sắc trong một ngày là 20 gram tươi hoặc 50 gram khô. Sử dụng đắp ngoài toàn bộ cây tươi rửa sạch, giã nát đắp vào nơi sưng đau. Dưới đây, Sức Khỏe Tự Nhiên xin giới thiệu những phương thuốc chữa bệnh từ cây lan giấm. Chữa ho khạc ra máu: lan giấm 30g, mạch mon 25g, huyền sâm 20g, ngưu tất 15g, quyết minh tử 15g, hòa sơn 20g, sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần, cần uống liền 5 đến 7 thang. Chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ:
Lan giấm 25g, hoa thiên lý 10g, hoa nhài 12g, tam sen 8g, mật mông 15g, hiền sâm 10g, ngưu tắc 8g, quyết bình tử 20g, hòa sơn 12g, cam thảo đất 8g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần trong ngày, càng uống 3 đến 5 thang. Chữa kém ăn. Lan giấm 25g, hòa sơn 10g, liên nhục 8g, sơn trà 6g, trần bì 5g, hiền sâm 20g, quyết minh tử 5g. Sắc lấy nước thuốc, chia 3 lần uống trong ngày, ngày 1 thang, càng uống 5 đến 7 thang liền. Ở Việt Nam, cây lan giấm ít có tài liệu nghiên cứu và ít dùng làm thuốc, cho nên không tiêu thụ với lượng lớn ở Việt Nam. Với tác dụng chữa bệnh đa dạng, các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng nên nghiên cứu sâu hơn về tác dụng của cây thuốc này, tránh mất đi một dược liệu quý hiếm có lợi cho sức khỏe người bệnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mẹo hay chữa bệnh trĩ bằng nha đam tại nhà. Có rất nhiều cách trị bệnh trĩ theo kinh nghiệm dân gian rất hay mà có thể bạn chưa biết. Một trong những cách đơn giản được kể đến đó chính là chữa bệnh trĩ bằng nha đam. Cùng tham khảo và áp dụng ngay hai cách trị bệnh trĩ bằng nha đam dưới đây để loại bỏ nhanh những phiền phức do bệnh gây ra. Vì sao nha đam có thể chữa bệnh trĩ? Cây nha đam có chứa chất kháng viêm giảm đau như bradykinin, một loại enzyme giúp giảm nhanh tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng, đồng thời làm lành các tổn thương nhanh chóng. Rất nhiều người có thói quen thường xuyên sử dụng nha đam thì thấy phần mềm hơn, đi đại tiện rất dễ dàng. Lý giải điều này, các nghiên cứu cho rằng trong gel nha đam có chứa chất anthraquinone, một thành phần quan trọng kích thích nhu động ruột, giúp đường tiêu hóa vận hành trơn tru hơn và thúc đẩy sự tiết dịch của ruột già. Do đó, đây là nguyên liệu tự nhiên có thể trực tiếp giải quyết tình trạng táo bón mãn tính, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Nếu muốn thoát khỏi nhanh những rắc rối do bệnh lý hậu môn trực tràng này gây ra, bạn nên thử dùng, chắc chắn hiện tượng táo bón sẽ được loại bỏ, tình trạng đau rát hậu môn sẽ biến mất và bệnh trĩ từ đó mà thuyên giảm và được khắc phục. Ngoài công dụng hỗ trợ táo bón và bệnh trĩ, nha đam còn có một số tác dụng tuyệt vời khác như trị viêm loét dạ dày, phòng ngừa sỏi niệu, chữa bệnh xơ gan cổ trướng, chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, trị mụn và làm đẹp da. Hai cách chữa bệnh trĩ bằng nha đam. Một số cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng các nguyên liệu thiên nhiên rất dễ kiếm, trong số đó có cây nha đam. Có thể dùng nha đam chữa bệnh trĩ, giảm các triệu chứng đau rát hậu môn do trĩ theo cách đơn giản như sau. 1. Uống nước ép nha đam. Uống nước ép nha đam giúp hỗ trợ điều trị bệnh ngay từ sâu bên trong cơ thể. Bạn chỉ cần lấy một nhánh nha đam rửa sạch, lấy phần ruột bên trong xay nhuyễn rồi pha với một ít nước khác theo tỷ lệ nha đam 1/3 và nước khác 2/3 và uống ngay sau khi mới ngủ dậy, lúc bụng còn đói. Mỗi ngày uống 1 ly nước ép nha đam không những giúp hỗ trợ chữa chứng táo bón, bệnh trĩ mà còn giúp hệ tiêu hóa được thuận lợi hơn, giúp tăng sức đề kháng và làm đẹp da. Tuy nhiên, khi uống nước nha đam, bạn cũng nên lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều, chỉ nên uống mỗi ngày một cốc nước nha đam, vì nếu uống quá nhiều cũng không hề tốt cho sức khỏe. Ngoài sử dụng nha đam, bạn cũng có thể áp dụng ngay 3 bài thuốc chữa bệnh trĩ dứt điểm bằng tỏi để giúp loại bỏ các triệu chứng của bệnh hiệu quả hơn. 2. Nấu nước nha đam chữa bệnh trĩ. Cách làm này cũng khá đơn giản, cũng là bổ sung nha đam bằng đường ăn uống, nhưng bằng cách nấu chín. Bạn lấy vài nhánh nha đam tươi, gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài, đem rửa với nước sạch cho bớt nhớt. Thái nha đam thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào nồi đun trên bếp khoảng 20 đến 30 phút rồi tắt bếp. Đợi đến khi nha đam nguội bớt, bạn chắc lấy nước uống hoặc ăn cả cái sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn. Nếu cảm thấy khó uống, bạn có thể thêm một chút đường, mỗi ngày uống 3 lần nước nha đam nấu sẽ giúp giảm các triệu chứng bệnh trĩ hiệu quả.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến thành những món chè nhà đam để ăn hàng ngày cũng rất tốt và giúp giải nhiệt cơ thể. Trị bệnh trĩ bằng nha đam là một phương pháp dân gian, vì vậy khi áp dụng, bạn cần kiên trì trong một thời gian dài thì mới đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, cách làm này chỉ nên áp dụng với trường hợp bệnh trĩ nhẹ, còn những trường hợp bệnh nặng nên nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám. Trong quá trình điều trị bệnh trĩ, người bệnh cũng nên chú ý thực hiện tốt chế độ ăn uống, sinh hoạt, tránh uống rượu bia, chất kích thích, ăn đồ cay nóng. Thay vào đó nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên vận động, giữ vệ sinh hậu môn sạch sẽ thì bệnh mới nhanh khỏi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một củ khoai lang vào mỗi buổi sáng tốt gấp trăm lần uống thuốc bổ. Những ai có thói quen ăn khoai lang vào mỗi buổi sáng sẽ ngừa được hàng trăm chứng bệnh, hơn nữa còn tạo cho bạn cảm giác sảng khoái tinh thần, sảng khoái suốt cả một ngày làm việc. Phòng chống ung thư. Rễ mọc ra từ củ khoai lang cũng chứa beta carotene, tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư thận và nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ tiền mãn kinh. Khoai lang, thực phẩm cho người bệnh tiểu đường. Khoai lang được xem là thực phẩm ưu việt cho bệnh nhân tiểu đường bởi chúng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Bằng cách điều chỉnh lượng insulin tiết ra, người bệnh tiểu đường có thể ăn khoai lang thay thế gạo hoặc bổ sung lượng carbohydrate một cách lành mạnh. Ngăn ngừa bệnh tim. Khoai lang chứa hàm lượng phong phú kali và vitamin B6. Nó giúp ngăn ngừa cơn đau tim và đột quỵ, đồng thời giúp duy trì cân bằng điện giải trong các tế bào cơ thể, cũng như huyết áp và chức năng bình thường của tim. Ăn khoai lang chống viêm. Cũng giống như khoai tây, khoai lang cũng có đặc tính kháng viêm. Điều này chủ yếu là do sự hiện diện của beta carotene, vitamin C và magie trong khoai lang. Nó cũng không kém phần hiệu quả trong việc chữa viêm bên trong và bên ngoài cơ thể. Lợi ích khác. Khoai lang là thực phẩm giàu protein. Protein trong khoai lang rất đặc biệt do khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng của người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn. Hàm lượng vitamin B6 cao chứa trong khoai lang làm giảm homocysteine trong cơ thể. Homocysteine có liên quan đến các bệnh lý thoái hóa và tim mạch. Nồng độ homocysteine trong máu cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp ngăn ngừa cảm lạnh và virus cúm. Đồng thời, vitamin C cũng rất cần thiết cho xương và răng, tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình hình thành các tế bào máu. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần chữa lành vết thương, tạo ra collagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ, giảm stress và bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao. Vitamin D trong khoai lang có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tổng quát. Vitamin D góp phần giữ cho hệ xương, tim mạch, thần kinh, răng, da và các tuyến giáp khỏe mạnh. Kali là chất điện ly quan trọng giúp kiểm soát nhịp tim và các tín hiệu thần kinh cũng như các chất điện ly khác. Kali đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu, trong đó có thư giãn co thắt cơ, giảm sưng, bảo vệ và kiểm soát hoạt động của thận. Khoai lang chính là nguồn cung cấp kali tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua. Ngoài ra, những phụ nữ có nồng độ carotene cao nhất có nguy cơ tái phát ung thư vú thấp nhất. Đây là kết luận được các nhà khoa học đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu trên những phụ nữ hoàn tất giai đoạn đầu điều trị căn bệnh này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi.
Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng chữa bệnh kỳ diệu từ trái dừa mà bạn không thể ngờ đến. Từ lâu, nước dừa đã trở thành một thức uống bổ dưỡng đối với sức khỏe con người, không chỉ trong sạch vô trùng mà còn rất mát. Tuy nhiên, không chỉ có nước dừa mới có công dụng, mà ngay cả dầu dừa, rễ dừa và cơm dừa cũng có thể chữa bệnh nữa đó. Bạn có tin không? Cùng Sức Khỏe Tự Nhiên nghiên cứu kỹ hơn nhé. Nghiên cứu cho thấy trái dừa có nhiều thành phần tốt cho cơ thể như nhiều vitamin C, sắt, natri, các khoáng chất, v.v. Vào mùa hè ở vùng nhiệt đới, Tổ chức Y tế Thế giới còn khuyến khích mọi người nên uống nước dừa hàng ngày. Nước dừa rất có lợi cho việc thanh nhiệt, miệng khát, nóng trong người, bức bối khó chịu. Với những người bị bệnh sưng phù, phù thủng, uống nước dừa còn có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng phù. Những người bị nôn ra máu, uống vào có thể cầm máu, làm mát máu. Bên cạnh đó, còn giúp trị chứng hay quên, tim đập gấp và ngủ hay mơ. 8 bài thuốc chữa bệnh kỳ diệu từ dừa. 1. Miệng khô, say nắng, phát sốt. Uống nước dừa sáng và tối, mỗi buổi một lần. 2. Táo bón, nạo lấy cơm dừa, sáng tối mỗi buổi ăn 1/2 trái dừa. 3. Viêm da. Cách 1. Giả vụn phần vỏ dừa cứng, thêm nước sắt cô đặc để rửa vết thương, dùng mỗi ngày vài lần. Cách 2. Cách này có vẻ thông dụng và hiệu quả nhất. Dùng dầu dừa bôi trực tiếp lên da. 4. Bệnh dung đũa. Mỗi sáng trước khi ăn cơm, nhai nhuyễn 20-25g cơm dừa hoặc uống nước dừa trước rồi mới nhai cơm dừa. 5. Mệt mỏi do sung huyết, phù thủng. Uống dừa tươi lượng vừa đủ mỗi ngày. 6. Bệnh bạch hầu. Phơi khô 80g rễ dừa, thêm nước sắt rồi lọc bỏ bã, cho chút đường để uống. Nhớ là dùng liên tục trong 5 đến 10 ngày. Còn đối với trẻ em thì dùng liều giảm còn một nửa thôi nhé.
7. Cảm do gió độc và nhiệt. Uống một trái dừa và có thêm đường trắng, khuấy đều. 8. Cơ thể mệt mỏi sau khi ốm, ăn không ngon. Hấp cách thị 300g cơm dừa, 75g thịt gà thả vườn cùng 25g gạo nếp, mỗi ngày dùng một lần. Tác dụng trị bệnh tắc tần tật từ trái dừa. Nước dừa trị khô miệng, giải khát, nôn ra máu, sưng phù do bệnh tim. Nước cốt dừa trị viêm ruột, viêm dạ dày, sốt, say nắng, còn giúp trị nôn mửa, đi tiểu ra máu và sưng phù ngoài da. Rễ dừa trị chảy máu cam, đau dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy. Dầu dừa. Dầu dừa có vẻ phổ biến với mọi người, thường thì dùng để dùng ngoài da, để trị viêm da, lở loét hay nước nẻ do bị lạnh. Cơm dừa trị khô miệng, giải nhiệt, da nhờn, táo bón. Đặc biệt trị luôn cả chứng mồ hôi muối, bệnh viêm da thuộc hệ thần kinh. Dùng 100-150g, ăn hoặc ép lấy nước uống. Cơm dừa trị giun có tác dụng điều trị đối với những người bụng khó tiêu, bụng sình hơi, trung tiện nhiều và đau râm ran, mệt mỏi, ăn không ngon, tứ chi ẻ ỏi. Lưu ý khi dùng nước dừa. Nước dừa tươi không nên để quá lâu để tránh bị biến chất. Không nên ăn quá nhiều cơm dừa vì sẽ gây tức bụng. Những người có bệnh tim, huyết quản sơ cứng, đường ruột không tốt không nên uống nhiều nước dừa. Những người bị mụn ghẻ, bị suyễn không nên ăn cơm dừa. Nước ép bổ dưỡng. Nước dừa kết hợp cùng nước cam và thơm có tác dụng trị phù thủng, làm da sáng đẹp. Nguyên liệu: 1 quả cam, nửa trái chanh, 60g thơm, 35ml nước dừa, nước lạnh lượng vừa đủ, 1 ít đã nhuyễn. Cách làm: cam, chanh rửa sạch cắt đôi và ép lấy nước, còn thơm thì gọt vỏ, cắt khối, sau đó bỏ tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, trừ đá nhuyễn, xay đều. Sau đó rót ra ly, thêm đá nhuyễn vào là và dùng được. Chọn dừa tươi phù hợp. Nước dừa có sẵn trong lon hoặc chai ở nhiều cửa hàng tạp hóa hoặc các cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên, bạn nên tìm mua dừa tươi nhé. Khi mua dừa tươi, bạn hãy chọn những quả dừa có vỏ màu xanh lá cây hoặc những trái dừa có một số đốm nâu sáng, vì đây là những quả chứa nhiều nước. Khi sử dụng dừa tươi, bạn nên cố gắng uống nước càng sớm càng tốt, vì các chất dinh dưỡng này có trong trái dừa tươi có thể bắt đầu tiêu tan ngay sau khi được tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng hết thì cũng có thể cho vào chai thủy tinh và để nó ở trong tủ lạnh từ 10 đến 12 giờ. Những thông tin trên đã phần nào giúp bạn hiểu hơn về tác dụng kỳ diệu của trái dừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.